Công tử giàu sang nè, tiếng cùng giang em
trai tài gái sẵn kém chi ai, dẫn đôi là mong đám cưới lại rai, trai thật bỏ về con gái thật lợn. Sắc, trai tài gái sắc đám cưới thật vui ghê, trăm thuyền núi tôm năm mươi giò lai rước dâu rộn ràng. À, tưng bừng pháo nổ bia rượu cũng nổ tiếng trong nhà gian đêm ăn mừng nguyên ương, năm trăm con gà trống sáu trăm con nhím cầu. Rất vàng lừng anh công tử chiều chơi, rất nổi danh em tươi mát trên đời. Hồi môn lớn ruộng vườn trâu bò lắm, đi đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, sao trăng mật ta vẫn cứ rong chơi. Em vẫn hành tình và anh vẫn trần. Rất vàng lừng anh công tử chịu chơi, rất nổi danh em tươi mát trên đời. Hồi môn lớn ruộng vườn trâu bò lắm, đi đâu xá chuyện tốn hao vất vả. Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi nè, sao trăng mơ ta vẫn cứ rong chơi. Em nhất hành tình và anh nhất trần đời. Sao trăng mơ ta vẫn cứ rong chơi. Em nhất hành tình và anh nhất trần đời.
Tỷ Lần cùng chú rể Văn Hiền hãy cùng nắm tay nhau tiến bước trên con đường tương lai về đến sân khấu tình yêu và ra mắt với những người tưởng tượng có mặt trong buổi tiệc cưới. Ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý, với sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, thay lời cho gia đình cũng như cô dâu chú rể gửi lời chào chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị rất nhiều và hãy cùng chào đón sự kiện quan trọng trong ngày vui hôm nay và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ở phía dưới bàn tiệc của tất cả quý vị. Cho gia đình của chúng tôi ra sân khấu của tây giang hội nhà gái một lần nữa xin trân trọng kính mời. Thưa toàn thể một khách có mặt buổi lễ tân hôn hai cháu hôm nay, tôi được sự cho phép thay mặt hai hội gia đình của hai cháu, dù đường xa xa xôi tôi cũng rất chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị, chú dì cô bác năm thanh nữ tú đã bớt thời gian đến giờ. Sau đây tôi gửi lời chúc toàn thể quan khách một buổi tiệc thật là ngon miệng và chúc toàn thể quan khách và chúc cho hai cháu hãy sống bên nhau trong đời và chúc toàn thể bao khách năm mới vui vẻ mạnh khỏe. Thôi, cho nên là lên sân khấu này thôi thì thay theo lời chia sẻ cảm xúc của hai đại gia của chúng tôi trên sân khấu ngày hôm nay cùng với cô dâu và chú rể, một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã đến với buổi tiệc của chúng tôi trong buổi lễ vô quy sáng hôm nay và sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị, hãy cùng vui vẻ cùng chúc phúc cùng cho cặp đôi người trên sân khấu cũng như chia sẻ những niềm vui của mình nho nhỏ ở đường vị bàn tiệc. Một lần nữa thay mặt cho gia đình xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin trân trọng kính mời Đinh Thị Tha. Xin mời Đinh Thị Tha với món quà hãy tiến về phía sát sân khấu của chúng tôi tất cả quý vị ạ. Và cùng lần lượt lên tặng món quà thân thương dành cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời Đinh Thị Thêm ạ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời Đinh Thị Sa hãy tiến sát về lại sân khấu và tặng món quà thật đầy ý nghĩa dành cho cô dâu và chú rể ạ. Và quay trở lại với món quà trên sân khấu của chúng tôi cũng như tất cả quý vị hãy chứng kiến một màn buổi lễ của cô dâu và chú rể diễn ra trên sân khấu tình yêu. Xin trân trọng kính mời Đinh Thị Sa và xin trân trọng kính mời Đinh Thị Yêu ạ với một món quà gửi tặng đến cho cô dâu và chú rể. Hai hộp lận quý vị, hai hộp lận, hai chiếc. Cô dâu chú rể cùng đỡ tay nhau để nhận món quà nè, cô dâu cùng nắm tay với chú rể để nhận những món quà nè. Dỡ mái tóc của cô dâu lên để đeo vào trong dĩa. Xin mời Đinh Thị Sao ạ, đến từ đơn vị tập đoàn 2 Sơn Bao. Vâng ạ, và hãy cùng nán lại cho sân khấu để cùng có cho một quả hình thật đẹp ạ. Xin trân trọng kính mời Đinh Thị Sao của chúng tôi. Mời chị và ghi lại cho mình một tấm hình thật đẹp trong ngày vui hôm nay, ngày trọng đại của cô dâu và chú rể ạ. Và kính thưa tất cả quý vị ạ, ngay bây giờ một món quà thật đầy ý nghĩa thương thương của tiên trang hội đời gái là ba mẹ sẽ trao tặng. Và kính thưa tất cả quý vị, những món quà thân thương ý nghĩa trên sân khấu ngày hôm nay cùng trao tặng đến cho tất cả quý vị với sự chứng kiến của những người thân thương và đặc biệt là đại diện đôi bên gia đình của cô dâu và chú rể. Vâng ạ, và cảm ơn mẹ của cô dâu rất nhiều đã tặng món quà đến cho hai con của mình. Và phần lễ tiếp theo trên sân khấu tình yêu ngày hôm nay cùng gửi tặng đến cho con dâu của mình. Cùng phần đến với phần lễ tiếp theo, hãy tiến về phía thất ly và chia sẻ những cảm xúc của mình trong cung bậc tình yêu cùng với những giọt ly rượu hồng tôn trào trong buổi tiệc cưới.
trong tim, đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau. Tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau. Dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai, đắp xây ngày mai. Mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta
thấy cho tôi một giây phút rồi để tôi thấy đời đắp đó để đời có hai con nên cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bao kinh bao đôi khi có khi không em cho tôi bao nhiêu lời say đắm em cho tôi bao phiền lắng đầu em cho tôi bên cho tôi say em cho tôi quên nụ kiếp thu đầy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yếu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau, giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau là niềm mong đợi của tuổi trẻ. Và ngày hôm nay chính thức nên duyên vợ chồng của cặp đôi Văn Hiền và Thị Lành là sự minh chứng của những người thân thương, những người bạn đã không còn ngày để xa xa xôi đến giờ trong buổi tiệc vui quý tối hôm nay. Và thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, xin mời cô dâu chú rể chúng ta cúi đầu chào thay cho lời cảm ơn chân thành những người bạn thân thương của mình. Chúc tất cả các anh chị và bạn bè trong buổi tối ngày hôm nay có một buổi tiệc thật là vui vẻ và ngon miệng ạ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Yêu bao nhiêu người mà quen rồi, chắc quen đến luôn rồi, hai đứa nó bắt đăng ký đến với nhau quý vị. Và cái tất cả quý vị trên sân khấu ngày hôm nay là một cặp đôi rất dễ thương, còn non trẻ và cùng và có những cái e thèn trên sân khấu ngày hôm nay, nhưng đôi bạn trẻ đã chính thức nên duyên vợ chồng. Và xin hỏi là ngày xưa hôn ở đâu trước? Hôn môi luôn, trực tiếp môi luôn quý vị. Cái trai gái thời nay là không ngại, không ngại đúng không ạ? Vậy thì bây giờ trên sân khấu mình hôn lại ngay cái nụ hôn ngày xưa mình hôn như thế nào được không? Được không ạ? Được không ạ? Trả lời to lên nè, một người bạn được hay không? Không được, được. Ngày xưa hôn như thế nào, bây giờ hôn lại như vậy. Thôi ngày xưa, bây giờ hỏi một câu cuối cùng nè. Ngày xưa đó mình hôn là bao nhiêu phút? Không biết quý vị, không biết. Em chưa hôn cho nên em cũng chưa có biết. Cho nên nhưng mà bây giờ hai đứa đã cưới rồi thì bây giờ trên sân khấu thôi, mình kích lệ tinh thần cho hạt cô dâu chú rể trên sân khấu quý vị ơi. Cho một tràng vỗ tay thật to được không ạ? Và ngày hôm nay chú rể sẽ tái hiện lại. À bây giờ hỏi một câu nữa, thầm một câu cuối nữa. Hỏi chú rể với cô dâu là quen nhau trong bao lâu, bây giờ mình đám cưới nè. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Một năm. À một năm, một năm quý vị. Bây giờ ngay trên sân khấu, cô dâu và chú rể sẽ tái hiện lại nụ hôn của một năm trước. Và hôn, bây giờ có hôn có mới, hôn ngang là hôn có mới, có cũ. Ngày xưa là hôn với nụ hôn cũ. Bây giờ mình biết chế một chút xíu đi, mình hôn kiểu mới bây giờ. Bây giờ kiểu Pháp, kiểu Âu hay kiểu Á nè. Vâng ạ, chưa biết được, chưa biết được nụ hôn kiểu Âu hay kiểu Á. Chết rồi, em nói em chỉ biết hôn mà sao em rành quá. Quý vị, trên sân khấu ngày hôm nay, xin mời cô dâu chú rể chúng ta xịt qua đây một chút xíu ạ. À, tay của cô dâu đặt lên cái phần cứng nhất của chú rể, chỗ cứng nhất chỗ nào nè. Xin mời cô dâu đặt.
đề cho sân khấu của chúng tôi xin được chính thức khép lại tại đây. Và một lần nữa xin được cảm ơn của dòng chú rể. Và ngay bây giờ xin mời hai em chúng ta tiến về phía nhà bàn tiệc và nhận những lời chúc phúc yêu thương từ những người bạn thân thương của mình có mặt trong buổi tiệc cưới. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Trong những chiếc mắt nó sẽ là lần cuối anh yêu một ai.
cô anh biết em còn vui nhau, vui nhau muốn xem tình trong vui sẽ mãi yêu anh một đời tương lai. Chỉ là nỗi đau thương, chỉ là
mưa rơi trên nỗi đau đau lòng chợt thấy nghẹn ngào bao khát khao đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như mưa bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng Yeah.
xinh nhất nơi đây à ha, đẹp xinh.